Mới đây, Hội Nông dân Phường Phương Nam phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tham gia sàn thương mại điện tử cho gần 100 hội viên nông dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn. Tại chương trình, các hội viên nông dân, hộ sản xuất kinh doanh đã được giới thiệu các kiến thức kinh doanh thương mại điện tử và hướng dẫn kỹ năng kinh doanh thông qua các gian hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chiến lược khai thác quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử quốc tế alibaba.com, bí quyết chăm sóc gian hàng alibaba.com để thúc đẩy hiệu quả bán hàng xuất khẩu. Thông qua tập huấn nhằm giúp hội viên nông dân và hộ sản xuất kinh doanh hiểu rõ thông tin và kỹ năng phương pháp bán hàng hiệu quả trên các sàn thương mại điện tử, góp phần quảng bá tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản, đặc biệt là quả vải chín sớm phương Nam, sản phẩm đặc trưng của địa phương thông qua các sàn giao dịch.